Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu gọi đám đông tới mà bảo: Xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe. Khi Đức Giêsu đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông: Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta rồi bị thải ra ngoài. Như vậy là người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Người nói, cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỳ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ô uế. Vâng, thưa quý ông bà chị em, đó là lời nhắc nhở của chính Chúa Giêsu đối với chúng ta. Và bởi vì sao mà Chúa Giêsu lại nhắc nhở chúng ta điều đó? Thưa, bởi vì có thể nhiều 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 lúc chúng ta không có ý thức được rằng những cái nó xuất phát từ trong trong lòng của chúng ta nó là gì. Thưa, xuất phát từ bên trong, từ lòng người phát xuất ra những ý định xấu mà Chúa Giêsu có liệt kê cho chúng ta: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỳ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những cái điều này là những cái điều xuất ra từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế. Vâng, thưa quý ông bà anh chị em, nó cũng chính là những cái điều mà chúng ta gọi là những cái mối tội đầu. Nó xuất phát từ những cái từ bên trong chúng ta, từ từ cái việc ganh tỳ chẳng hạn, có thể dẫn tới những cái việc làm xấu xa. Từ những cái ngay cả cái chuyện mà ngông cuồng kiêu ngạo, nó cũng có thể dẫn chúng ta đến một cái hậu quả mà nhiều khi chúng ta không thể nào lường trước được. Và bởi vì cái bản chất của cái những cái sự này đó là sự thiếu vắng Thiên Chúa. Nếu như chúng ta có Thiên Chúa trong tâm hồn của chúng ta, nếu như trong lòng của chúng ta, trong tâm hồn của chúng ta có đầy tràn Thiên Chúa, thì những cái sự này, những cái ý định xấu, những cái điều xấu mà Chúa Giêsu liệt kê ra đây thì chắc chắn nó sẽ không còn có chỗ nữa. Và vì vậy, những cái điều xấu mà xuất phát như thế này, nó xuất phát từ cái việc mà trong con người thiếu vắng Thiên Chúa và dẫn tới những cái lời nói và hành động sẽ không có tốt được. Và rồi những cái đầu mối của tội đó, nó là bản chất của nó, đó là cái việc con người quy về mình, cái gì cũng của mình. Ví dụ như kiêu ngạo là muốn cho mình được nổi trội hơn, rồi trộm cắp thì muốn cho mình được nhiều hơn, rồi ví dụ như tham lam, độc ác, xảo trá, những cái điều đó, phỉ báng, kiêu ngạo, những cái điều đó là muốn cho mình được nổi trội, tức là muốn tất cả mọi sự cái gì mình cũng phải là số 1. Và vì vậy mà dẫn tới cái chuyện là con người sẽ xa cách nhau và con người sẽ xa cách Thiên Chúa, không có chỗ cho Chúa nữa. Và vì vậy mà nó sẽ dẫn tới những cái lời nói, những cái hành động, những cái việc làm chắc chắn sẽ không mang đến những cái gì tốt đẹp cả. Và vì vậy mà chính Chúa Giêsu cũng đang nhắc nhở cho chúng ta
Về điều đó, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận trong đời sống và hãy quay về với Thiên Chúa. Hãy quay về với Thiên Chúa và để cho Thiên Chúa tràn ngập trong tâm hồn của mình. Thì chúng ta mới có thể mong được có những ơn lành của Chúa, những ơn cần thiết mà Chúa sẽ ban cho chúng ta trong đời sống. Và nhờ những cái ơn lành của Chúa đó sẽ giúp cho đời sống của chúng ta được tốt đẹp hơn, sẽ giúp cho những lời nói, những cử chỉ, những việc làm của chúng ta đối với Thiên Chúa cũng như đối với nhau sẽ được tốt hơn và sẽ mang lại những hoa quả tốt đẹp như chính Chúa cũng đang mong muốn chúng ta, cũng như những cái hoa quả đó sẽ là những điều tốt đẹp mà chúng ta có thể dâng lên cho Chúa ngang qua cuộc sống hàng ngày của mình. Amen.